Chào các bác, chào các bạn đã xem video của chúng tôi. Hôm nay tôi xin giới thiệu với các bạn một sản phẩm mới của chúng tôi. Đó là cái sản phẩm nói về củ tam thất. Trong một video trước thì tôi đã chia sẻ với các bác về cái tác dụng của nụ hoa tam thất. Trong video này thì tôi sẽ nói với các bác về cái tác dụng của củ tam thất. Các bác cùng theo dõi video của tôi nhé. Tam thất nói chung và củ tam thất hay nụ tam thất, hoa tam thất hoặc cả lá tam thất đều có những tác dụng rất là tốt trong đời sống. Căn cứ vào thực tế mà chúng tôi tổng kết lại thì tôi nhận thấy củ tam thất là có tác dụng tốt nhất cho sức khỏe của bạn. Theo tài liệu cổ, tam thất vị ngọt, hơi đắng, tính ôn, vào hai kinh can và vị, có tác dụng hành ứ, cầm máu, tiêu thủng, dùng chữa thổ huyết, chảy máu cam, lị ra máu, liệt xong máu hôi không sạch, ung thủng, bị đòn tổn thương. Do có những tác dụng trên mà tam thất hay củ tam thất được sử dụng rộng rãi và ngày càng nhiều người sử dụng. Để có cái nhìn khách quan hơn về củ tam thất thì hôm nay chúng tôi xin tổng kết lại một số cái tác dụng đã được mọi người công nhận và đã được đăng tải trên các web lớn. Thứ nhất, tam thất có tác dụng làm đẹp da. Một mẹ chia sẻ, mình mới nghe một bác sĩ. Thứ nhất, tam thất có tác dụng làm đẹp da. Một mẹ chia sẻ, mình mới nghe một bác sĩ cũ của viện 108 mách là uống tam thất trộn với đương quy, da rẻ đẹp hơn. Trộn vía nhìn bác ấy gần 60 mà da rẻ đẹp lắm. Hỏi bác ấy thì bác ấy bảo dùng tam thất khoảng 1 năm 3 lần, mỗi lần dùng 2 lạng tam thất cộng với quy tán nhuyễn, mỗi ngày dùng 2 thìa cà phê nhỏ hòa với chút nước và mật ong, nhìn da bác ấy đẹp mà ham. Tam thất thì có cái tác dụng làm tiêu khối u. Đây là một tác dụng rất tốt của tam thất. Khối u thì do khí và huyết tạo thành, nó chính là huyết hư và khí hư. Mà tam thất thì có tác dụng là hành ứ và tiêu thủng, nên chắc chắn nó sẽ làm tan khối u. Một mẹ chia sẻ, chị là fan hâm mộ của tam thất. Cách đây vài tháng chị bị chảy máu trong mắt do thức khuya. Chị uống 3 thìa tam thất mật ong thì 4 ngày sau nó tan hết. Trước khi uống chị còn bị một cục cứng ở trong ngực nữa, đang sợ là u, nhưng sau khi uống 3 thìa ấy giờ không còn cái cục nó nữa. Cái tam thất có tác dụng hành ứ nên chữa được cái huyết ứ, kể cả là huyết ứ ở trong mắt. Tác dụng hành ứ là một tác dụng rất tốt của tam thất. Do tác dụng này mà tam thất có tác dụng tốt trong việc làm tan máu đọng, kể cả máu đọng trong mắt. Các bạn có người nhà chẳng may và bị tai biến mạch máu não cũng có thể dùng tam thất để cho người nhà dùng thường xuyên. Trong quá trình dùng lâu thì cũng có thể làm tan được cái cục máu đông ở trong não, hy vọng giảm được cái bệnh tai biến mạch máu não. Tam thất dùng rất tốt cho người gầy, người bị suy nhược cơ thể. Tam thất là một thảo dược rất bổ dưỡng nên người gầy, người suy nhược có thể sử dụng tam thất rất tốt. Nhiều tài liệu khoa học đã chứng minh tam thất tốt và bổ dưỡng nang với nhân sâm. Tam thất thì dùng rất tốt cho phụ nữ sau khi sinh. Nhiều mẹ muốn dùng tam thất khi đang cho con bú nhưng lại sợ mất sữa vì tam thất nóng. Theo tài liệu cổ thì tam thất có tính ôn, vị đắng ngọt cho nên dùng rất tốt cho phụ nữ sau sinh. Đã có nhiều mẹ sau khi sinh dùng tam thất, sữa vẫn về đều, con bú vẫn đi ngoài bình thường. Một mẹ chia sẻ, tùy cơ địa của từng người mà đánh giá tam thất tốt hay không. Mình sinh em bé được 4 tháng, uống tam thất từ lúc mới sinh, cái sữa vẫn về nhiều, da rẻ đỏ đắn đi ngoài bình thường. Mẹ nào có lăn tăn cứ thử vài bữa, hợp hay không thì biết liền. Tam thất còn có tác dụng chữa ho, viêm họng mãn tính. Một số thông tin cho rằng tam thất
chữa ho và viêm họng mãn tính. Công thức này nếu đúng làm tác dụng rất tốt. Nữa, tam thất, một mẹ chia sẻ. Bác sĩ nói là tam thất chữa được ho và viêm họng mãn tính nên đang cố gắng thử xem. Tam thất chữa được nám má và tóc bạc sớm, một mẹ chia sẻ. Nếu bạn uống được tam thất thường xuyên thì sẽ chống được nám má và tóc sẽ đen, rất tốt cho người tóc bạc sớm, nhưng phải uống lâu và kiên trì. Đọc dòng chia sẻ này, tôi thấy đối với những người mà tóc bạc sớm hoặc tóc rụng hoặc bị nám má thì có thể dùng tam thất kết hợp. Tam thất chữa được nám má và tóc bạc sớm, một mẹ chia sẻ. Nếu bạn uống được tam thất thường xuyên thì sẽ chống được nám má và tóc sẽ đen, rất tốt cho người tóc bạc sớm, nhưng phải uống lâu và kiên trì. Đọc dòng chia sẻ này, tôi thấy đối với những người mà tóc bạc sớm hoặc tóc rụng hoặc bị nám má thì có thể dùng tam thất kết hợp với hà thủ ô, hành một viên tam thất hà thủ ô có lẽ dùng rất tốt. Tam thất hỗ trợ điều trị ung thư. Tam thất hỗ trợ điều trị ung thư, đây mới là một ý chính của tam thất mà rất nhiều người dùng. Xin trích cho đây một tài liệu nói về tam thất chữa ung thư như sau. Gần đây tam thất được sử dụng trong một số trường hợp ung thư máu, phổi, vòm họng, tiền liệt tuyến, tử cung, vú, với những kết quả đáng khích lệ. Một số bị huyết áp thấp do thiếu máu nặng cũng dùng được tam thất. Theo tài liệu nước ngoài, tam thất có tác dụng lưu thông tuần hoàn máu, giảm lượng cholesterol trong máu, hạ đường huyết, kích thích hệ miễn dịch, ức chế vi khuẩn và siêu vi khuẩn, chống viêm, tấy, giảm đau, được dùng trong các trường hợp áp huyết cao, viêm động mạch vành, đau nhói vùng ngực, đái tháo đường và các chấn thương sưng tấy đau nhức, viêm khớp, đau lát dạ dày trước và sau phẫu thuật, để chống viêm nhiễm, chống lành vết thương. Những người kém trí nhớ, ăn uống kém, ra mồ hôi. Gần đây tam thất được dùng trong một số trường hợp ung thư như ung thư máu, ung thư phổi, vòm họng, tiền liệt tuyến, tử cung, ung thư vú, với những kết quả đáng khích lệ. Một số người bị huyết áp thấp do thiếu máu nặng cũng dùng được tam thất. Đây là một chia sẻ trên cái diễn đàn của các trẻ thơ. Ngoài ra tam thất còn chữa được bệnh viêm đại tràng. Một mẹ chia sẻ, mình đi siêu âm ở chỗ bác sĩ thực ở bệnh viện lão khoa, phát hiện u xơ tử cung. Bác sĩ khuyên nên dùng tam thất ăn với mật ong. Bác sĩ còn nói bài thuốc này còn chữa được cả đại tràng, rất tốt. Mình về áp dụng thấy chứng đại tràng co thắt của mình đỡ, còn u xơ thì chưa thấy. Mình xay tam thất trộn với mật ong ăn sống trước khi đi ngủ khoảng 200g trên tháng, nhưng không thấy nóng. Hình như món này là tùy thuộc vào cơ địa của từng người. Tam thất còn chữa được bệnh ngứa, cấp và bệnh đau lưng. Tam thất còn chữa được bệnh ngứa, cấp và bệnh đau lưng. Một mẹ chia sẻ, mình quen một bác bị bệnh ngứa, khớp và đau lưng đến nỗi mỗi lần xuống cầu thang bác cứ phải đi giật lùi. Vậy mà bác mua tam thất củ, chọn củ to. Bác rửa sạch, sau đó để cả củ vào nồi cơm, điện, đun sôi. Sau đó bác chuyển vào nút hầm và cứ để đó khoảng 4 đến 6 giờ. Sau đó lấy nước uống, mỗi lần hầm từ 6 đến 10 củ, tùy theo loại to hay nhỏ, khoảng 1,5 lít nước để đủ dùng trong ngày. Bác uống khoảng 2 tháng là khỏi và đi lại bình thường. Bác nói uống nước này thay nước lọc và bạn có uống thì uống vào 3 mùa trừ mùa hè nhé. Cứ uống 2 tháng thì nghỉ 1 tháng. Tam thất còn có nhiều tác dụng nữa mà ta chưa biết. Cũng mong qua video này sẽ được mọi người, các bạn, quý vị xem truyền hình đóng góp về các tác dụng của tam thất. Các bạn cứ comment vào phía dưới của video này để chúng tôi có dịp mà tổng hợp lại và sẽ làm một video hay hơn cho các bác, các anh chị. Xin cảm ơn các bác và các anh chị đã xem video của chúng tôi. Các bác, các anh chị có nhu cầu sử dụng củ tam thất thì hãy liên hệ với chúng tôi để được mua được củ tam thất chất lượng tốt và giá thành hợp lý nhất. Điện thoại liên hệ là 0932 340345, chính là số điện thoại đang hiện trên màn hình của các bác, chia sẻ được nhiều nội dung tốt hơn cho các bác, các bạn. Các bác và các bạn hãy đăng ký kênh của chúng tôi để được cập nhật những video mới nhất.
hàng ngày chúng tôi thường up lên. Cảm ơn các bác, các bạn đã xem video của chúng tôi. Xin chào các bác, chào các bạn. Để cập nhật những video mới nhất mà hàng ngày chúng tôi thường up lên. Cảm ơn các bác, các bạn đã xem video của chúng tôi. Xin chào các bác, chào các bạn, chào các bạn.